Kinh tế Argentina đã ghi nhận chuyển biến tích cực. Số liệu do Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia của nước này công bố gần đây cho thấy tỷ lệ lạm phát trong tháng 7 đã giảm mạnh xuống mức gần còn 4%, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022 đến nay. Nỗ lực cắt giảm chi phí mạnh mẽ của Tổng thống Javier Milei đã giúp củng cố tình hình tài chính đang gặp phải khó khăn của Argentina, qua đó cho phép Ngân hàng Trung ương khôi phục nguồn dự trữ và kiềm chế lạm phát. Kết quả đã giúp giảm lạm phát hàng tháng từ hơn 25% vào tháng 12 năm ngoái xuống còn 4% vào tháng 7 năm nay. Dù vậy thì tỷ lệ lạm phát so với tháng 7 năm ngoái ở mức 263%, mức cao nhất trên thế giới. Ngoài ra thì việc cắt giảm trợ cấp đã đẩy giá một số dịch vụ và hàng hóa lên cao. Nhiều người Argentina vẫn cảm thấy sức mua của họ đang giảm, mặc dù lạm phát đang chậm lại. Theo một nghiên cứu của UNICEF, một nửa dân số Argentina, trong đó hơn 7 triệu trẻ em, đang phải sống trong cảnh nghèo đói.